Chào tận phố mê tận đến núi mang, mời tận phố mê tận đến núi mang cùng theo ngó chương trình truyền hình Thiếu Mường của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc. Trong chương trình hôm nay, mời tận phố mê tận đến núi mang cùng theo ngó toàn các nội dung chính có trong chương trình. Đảng bộ xã Lô Sơn, đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc thăm tặng quà tặng các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở thị trấn Mạn Đức. Ông Đinh Anh Tuấn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tiến độ công trình cầu dân sinh xóm Quế Bái, xã Đồng Lai về tiến độ sửa chữa nhà văn hóa huyện phục vụ đại hội đảng bộ huyện. Ông Bùi Văn Nhó, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tình hình sụt lún đè nền nhà dân ở xã Gia Mô. Cuối chương trình là các phóng sự xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc xây dựng nông thôn mới, bắt đầu với xây dựng giao thông nông thôn. Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ xã Lô Sơn, huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, với bà Bùi Thị Tư, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ta tiến dự chỉ đạo đại hội. Với chủ đề đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xã Lô Sơn khớm về đích nông thôn mới. Nhiệm kỳ sắp nọ, với sự đồng thuận, với quyết tâm cao, đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Lô Sơn ta cụ thể hóa tặng cái nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của tặng cái nhiệm kỳ trước về sản xuất, tặng cái sản phẩm nông nghiệp do cơ trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tính may, xã ta chuyển đổi ăn hơn 40 năm HA tất lọ, lai lôn tặng cái cơ có giá trị kinh tế cao như cơ bí tó, cơ dưa leo, bướp đắng, lê hạt. Đồng thời, chuyển tối án lên khống mô HA cây có muối. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trong nhiệm kỳ đạt 181 khẩu tí tổng, đạt 114,2% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 0,1%, tiêu thụ công nghiệp dịch vụ chiếm 40%. Trong lĩnh vực chăn nuôi, y án địa phương đặc biệt chú trọng với có bước chuyển vững chắc. Phương thức chăn nuôi truyền thống án bà con thay tối áp dụng tặng phương pháp chăn nuôi tập trung nuôi nhốt theo hình thức bán công nghiệp. Điển hình là tặng cái mô hình nuôi lù bò vô béo, nuôi ca, nuôi cúi. Thu nhập bình quân tổ mo án 44 liêu tổng lên mo lên năm. Tỷ lệ tặng cái ổ nhà nghèo giảm xuống còn 10%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có từ tiến bộ, khổ nhà văn hóa đạt 85%, 15% xóm khu dân cư văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, án dư vựng. Tặng công tác xây dựng đáng, chính quyền, mặt lân tổ quốc với tặng các đoàn thế có từ tiến bộ. Xa ta thực hiện hoàn thành 13 lên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kiêu đí, đối chiếu với nghị quyết đại hội xa, còn 3 lên 13 chi tiêu, chua án, gồm chi tiêu hoàn thành, tặng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chi tiêu về thu nhập với chi tiêu về hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo ở đại hội, ông Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện biểu dương ghi nhận tặng cái kết quả mà đảng bộ chính quyền với nhân dân tặng cái xã Lô Sơn ta đạt án trong nhiệm kỳ giúp nọ. Ca đi chỉ tha tặng cái hạn chế yếu kém với gợi ý một khối nhiệm vụ trọng tâm mà đảng bộ xã cần là trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo về sức chiến đấu của đảng, thực hiện tinh giảm bộ máy, về tập trung việc củng cố, nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao vị trí vai trò năng lực, dự báo về phát triển kinh tế, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ xóm, gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn xã hội. Với tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, đại hội ta bầu tha ban chấp hành đảng bộ xã khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, với bầu 10 đại biểu tín dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Các khuôn ngày 15 tháng 5, ông Bùi Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tân Lạc, ta
cùng toàn thể đồng chí trong lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ta tính thăm tặng quà toàn thể hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở thị trấn Mạn Đức. Thăm tặng quà với chia sẻ với toàn thể gia đình, ông Bí thư Huyện ủy ân cần thăm hỏi động viên với đánh giá cao toàn thể gia đình trong cái thời gian giúp đỡ thực hiện giãn cách xã hội, ta chủ động khắc phục toàn thể khó khăn, chấp hành nghiêm toàn thể quy định về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân với cộng đồng, tham gia tích cực cùng với toàn thể địa phương thực hiện là tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch lên địa bàn. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương, ông Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo toàn thể địa phương với toàn thể ban ngành đoàn thể ca nói khách tiếp tục quan tâm đến toàn thể hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giúp bị dịch COVID-19 diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của xã hội. Toàn lý, đối tượng dễ bị tổn thương nhất là toàn thể hộ nghèo, toàn thể gia đình neo đơn, đối tượng lao động tự do. Cho nên, trong thời gian khắp lộ rất cần sự chung tay cùng vào cuộc của các cấp các ngành, toàn thể nhà hảo tâm cùng chung tay tìm mọi đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Khớm ngày 13 tháng 5, ông Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, ta tìm kiếm là tiến độ thi công cầu dân sinh xóm Quế Bái, xã Đồng Lai với tiến độ sửa chữa nhà văn hóa huyện, phục vụ chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Dự án cầu dân sinh xóm Quế Bái, xã Đồng Lai, án kêu gọi với nguồn lực tài trợ của Agribank chi nhánh Hòa Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 4.95.98 triệu đồng. Ngoài các nguồn vốn tài trợ của Agribank chi nhánh Hòa Bình, còn lại là vốn đối ứng của huyện. Cầu có chiều dài 182m. Cầu chính dầm bê tông cốt thép, đơn vị thi công xây lắp là công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Việt. Sau khi đi khảo sát thực tế, yếm ý kiến của toàn thể ngành địa phương về báo cáo của đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng là toàn thể hạng mục quan trọng trước mùa mưa năm 2020, tập trung nhân lực tìm mọi là chẳng tên chậm tiến độ thi công của dự án, tiết khớm dòng vào sử dụng phục vụ tỷ lệ phát triển kinh tế của bà con nhân dân. Đối với nhà văn hóa, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giao phòng kinh tế hạ tầng đôn đốc toàn đơn vị thi công tìm mọi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa chữa xong trước ngày 20 tháng 7 năm 2020, tiết kịp tổ chức đại hội đảng bộ khóa 24. Các khuôn ngày 13 tháng 5, ông Bùi Văn Nhó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng toàn thể đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai về tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Lạc ta tìm kiếm là tình hình sụt lún đè nền nhà dân ở xã Già Mô. Cái điểm sụt lún ở trước nhà anh Bùi Văn Thuần tới năm 1990 ở xóm Già Phú, xã Già Mô, huyện Tân Lạc. Anh Thuần cho hay đấy, vào khoảng 5:30 khớm ngày 12 tháng 5, trong ca anh tăng cho đàn vật nuôi của mình ăn, anh phát hiện tất quanh nhà xuất hiện từ tăng đế chùa hay đáy huyệt mì chi sai ta thì trước cây ngôi nhà có tiếng đông lớn kéo theo cái tất nền tụt xuống tạo thành một cái hố khu khoảng 2 mét, hôn lên 5 mét, mét chùa ảnh hưởng tới nhà. Cho nên tìm một đảm bảo tính mạng cho 4 thành viên trong nhà, cả nhà ta chuyên tính miếng ước an toàn với tiếp tục theo dõi tình hình sụt lún. Qua kiểm tra thực tế hiện trường cho hai đáy, ông Bùi Văn Nhó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu trước mắt chính quyền địa phương cần khách đảm bảo an toàn tính mạng tài sản với tìm cái miếng ước an toàn cho gia đình, đồng thời cứ lực lượng tiếp tục theo dõi chẳng riêng địa điểm sụt lún mà toàn bộ diện tích quanh khu vực, kiên quyết chẳng cho mò với vật nuôi tha bao cái vùng nguy hiểm chuộc xác định án nguyên nhân. Khớm ngày 14 tháng 5 ở huyện Tân Lạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển TAD Việt Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn OCOP năm 2020. Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ta tính dự với phát biểu khai mạc. Tham gia lớp tập huấn có 22 học viên là toàn cái hộ có khả năng nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng ở các xóm thuộc Hà Sa, Vân Sơn, Pê Sang, Phú Cường. Trong thời gian khấu ngày, toàn các giảng viên có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn và truyền đạt cho toàn các học viên nắm an toàn các kỹ năng cơ bản về cách là du lịch homestay, tổng quan về du lịch, tâm lý khách, du lịch với kỹ năng giao tiếp, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, nghiệp vụ lễ tân với lưu trú, nghiệp vụ phục vụ ăn uống, thực hành toàn các nghiệp vụ phục vụ khách. Ngoài ra, toàn các học viên sẽ án trải nghiệm về thực hành thực tế ở một số điểm có dịch vụ du lịch cộng đồng phát triển. Thông qua cái lớp tập huấn này, góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong cái lĩnh vực du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng, một trong toàn cái thế mạnh của địa phương, giúp nỉ chú án tánh thức. Ngày 16 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Lạc ta tổ chức khai giảng hàng không đồng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 ở xã Ngọc Mỹ với xã Phú Cường. Với thông điệp hạt cáo nghĩa tình, chẳng có ngày bị tá lai ca khóc.
Cổ Hà chiến thắng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hai cái gian hàng không tồn do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tổ chức thu hút đông đảo bon dân lên địa bàn Hà Sa tham gia. Mỗi một bon dân tính tiểu án phát 3 kg cáo hỗ trợ khó khăn. Tại cái phần cáo lì tí oáy để góp phần chia sẻ gánh nặng cho tất cả mọi lao động nghèo, mọi có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch. Cái chương trình lì nằm trong chuỗi tặng các hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chẳng ông ai bị ta lai ca khâu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tân Lạc. Lì là việc là có ý nghĩa trong cái điều kiện dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, góp sức cùng cấp ủy chính quyền với tặng các ban ngành đoàn thể, tặng các cấp với toàn thể cộng đồng chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa tật bố mê tần ơn mang, trong tặng cái năm rất no bằng từ cái nguồn vốn khác à. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông lên địa bàn xã Mỹ Hòa huyện Tân Lạc, ca nó y an kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lao tối hàng hóa khưa tặng cái vùng. Mặc dù điều kiện xuất phát còn từ khó khăn, mẹ vỡ ca bắt tay vào triển khai, đảng ủy xã, ủy ban nhân dân xã ta xác định hảo là tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thành công thì phải bắt đầu với xây dựng tăng khá nông thôn. Tặng cái năm giúp no với nguồn ngân sách của nhà nước, sự đóng góp của nhân dân với các doanh nghiệp, xã Mỹ Hòa huyện Tân Lạc ta làm mới từ tăng khá giao thông nông thôn, vỡ đi khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế lì đình bà xã. Bằng cái sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cái quá trình là với sự vào cuộc tích cực nhiệt tình của mọi dân, phong trào là giao thông nông thôn ta lan tỏa hôn khắp với phương châm nhà nước với mọi dân cùng là án đồng đáo, mọi dân đồng tình ủng hộ. Anh em chúng tôi cũng đã họp và bàn và triển khai họp bàn triển khai lô bà con hưởng ứng tiếp thu ý kiến hiến tất là tăng khá. Tâm trạng của tôi bây giờ thì rất thoải mái rồi. Bơ ca màu hiến tất xong, tăng khá cây nối sạch sẽ, tiếp mà hoàn thành ước mơ bơ lô của tàn qua. Bơ tàn cái phương châm huy động tấm lực bơ phát huy tinh thần nội lực, bớt lòng dân. Dân là tăng khá ti, ngoài đóng góp tiền của, ngày công xây dựng, còn có rất từ tấm gương tiêu biểu, hiến tất là tăng khá, xây dựng tặng cái công trình phúc lợi xã hội. Từ gia đình chẳng phải giàu có chi, mẹ ý cũng đang hiến hàng 5 m² tất thổ cư, tất quần, tất sản xuất, tiếp mà là tăng khá nông thôn. Nghe chủ trương đề ra thế bảo gia đình hiến đất để làm đường. Phát động là nông thôn mới. Yếm theo cái chủ trương hiến tất. Tàn qua y ta sẵn sàng hiến tất. Chỉ tính của năm 2015, lớn anh đi, sang bi hòa, tăng dưa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, án thám phấy 0,3 km, đạt 100%. Cái đi, bê tông hóa với cống hóa án 10,16 km, trên 18,3 km đường liên thôn, phục vụ mọi dân tỷ lại giao thương hàng hóa. Tăng khá án đầu tư chẳng chỉ giúp mọi dân thuận tiện trong cái điều kiện tỷ lại mà còn là đòn bẩy thúc đẩy nhân dân bữa hôm sản xuất phát triển kinh tế xã hội giao lưu hàng hóa. Tăng khá giao thông tính no bộ mặt nông thôn đối thay tính đi kết cấu hạ tầng giao thông thật sự ta góp phần tạo nên cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tản cái tiêu chí như thu nhập chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa với hiện đại hóa. Xác định từ ban đầu là cái giao thông nông thôn là cái vấn đề là trọng yếu để nó phát triển cái kinh tế của địa phương. Xác định xây dựng nông thôn là cái cốt yếu, tế mỏ xây dựng nông thôn mới. Xa ta lập kế hoạch, tế mỏ bước đầu năm triển khai, kết hợp với tán nguồn vốn với sự tham gia của mọi dân, cơ bản ta hoàn thành tán cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ca mỏ ý đáng lòng dân ta hợp, có an cái sự trung cức đồng lòng của các hệ thống chính trị, phong trào hiến tất với công sức là tăng khá giao thông nông thôn, càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần là thay tối diện mạo nông thôn mới ở vùng quê như Mỹ Hòa. Cách là đi, tăng dòng Mỹ Hòa cán đích 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào đầu năm 2020. Trong cái thời gian khắp lộ, sang Mỹ Hòa sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tại cái phong trào thi đua, duy trì với nâng cao chất lượng tại kia tiêu chí, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa tận phố mê tại Nông Mang, cái phóng sư vừa hồi y tá khép lại chương trình truyền hình tiếng Mường của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc, án hùa tàn bố mê tàn ưu mang ca quan tâm theo ngõ.